Xem ra là có sao rồi. Anh đang làm cái gì vậy? Đừng có hỏi nữa, theo tôi đi. Anh làm gì vậy hả? Ai, tôi thừa biết ba tôi là một người rất tàn nhẫn, nhưng mà tới mức này thì đúng là quá đáng thiệt. Sao mấy là có thể tàn nhẫn với ca trực của cô như vậy chứ? Bác sĩ à, bác sĩ Kim chơi gơn à. 15 phút thôi, chuyện này chỉ mất có 15 phút thôi mà. Từ ngày mẹ tôi nhập viện cho tới ngày hôm nay, tôi chưa thấy bác sĩ nghỉ ngơi một ngày nào hết. Hôm nay cô còn phải dính một ca phẫu thuật lớn nữa chứ. Nếu cứ làm việc cực lực như vậy thì cho dù là đàn ông khỏe mạnh cũng sẽ gục ngã vì kiệt sức đó. Cô thư giãn tâm trí một chút đi, khoảng chừng 15 phút thôi ha. Để cho... Cũng chịu nghe lời thiệt. Con tới rồi sao? Hôm nay ba... Sao ba lại ngồi đây? Ba đang ngồi làm một chuyện. Cái gì vậy? Hôm nay kiểm tra hộp thư, ba nhận được cái này. Nó đến từ bác sĩ Song Ân Chê đó. Ba sẽ trả lời chứ? Phải cố hết sức thôi. Bác sĩ Song Ân Chi lúc nào cũng đưa ba trở về bên cô. Nhưng cô đã nhẫn tâm cướp mất người mẹ của cô ấy. Nhưng con không thể bỏ cuộc được. Ba, con thật sự không làm được. Con không nên bỏ cuộc cho đến hơi thở cuối cùng, bác sĩ à. Con phải cố gắng vì bệnh nhân của mình.
Vì khoảnh khắc mà con làm như vậy, con mới chính là một bác sĩ. Ra đây sớm vậy? Nay tôi thức sớm. Mẹ ngủ có ngon không? Nó ở đây làm gì? Nó đến để lấy chút đồ cầm tới bệnh viện. Con cảm ơn ba nhiều. Con đến làm gì muốn cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã chăm sóc cho ông nội. Cảm ơn ba rất nhiều. Đó không phải chuyện mày nên cảm ơn tao. Người trong nhà giúp đỡ lẫn nhau thôi. Giờ con phải đi rồi đây. Còn bữa sáng thì sao? Của mình hả? Hay là cho nó vậy? Vậy ba sao? Ôi trời, hai người đang ở chung một làn sóng thay đổi đó. Mau nói trước đi. Dạ không, ba nói trước đi. Nói trước đi, đừng để tao phải lặp lại chứ. Về chuyện của bác sĩ Song Ơn Chê đó ba. Cô ấy luôn làm việc cực lực ở trong phòng cấp cứu. Rồi sao? Tới để khiếu nại hả? Mày tới đây để biểu tình chống đối ông chủ độc tài hay sao? Dạ không, không phải như vậy đâu. Không phải bệnh viện ép cô ấy. Tại cô ấy muốn được làm. Cô ấy muốn như vậy à? Hình như cô ấy đang gặp rắc rối rồi. Gặp rắc rối? Rắc rối về tài chính. Nửa tháng tiền lương của cô ấy bị ngân hàng trừ trực tiếp. Mày làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Con hả? Ý mình là sao chứ? Tao không biết cô ấy gặp phải chuyện gì, nhưng bác sĩ Song không giống hạng người có vấn đề về tiền bạc. Tao nghĩ là vấn đề gia đình. Chúng ta có thể giúp cô ấy dàn xếp chuyện này. Mình à, ông đang đói. Mày nghĩ sao về bác sĩ Song Ơn Chê? Tao muốn chào đón cô ấy vào gia đình của mình. Không thể nói chuyện một cách bất ngờ theo kiểu này được đâu. Sao? Không đồng ý hả? Không, không phải là tôi không đồng ý. Nhưng có điều chúng ta nên hỏi ý của nó trước đã. Hôm nay là ngày gì vậy? Ý là sao vậy? Con và ba tự nhiên có chung một vài quan điểm đó. Nè, mày sẽ thử. Dạ, bằng cả ý chí. Vậy thì mời cô ấy tới dùng bữa tối đi. Sao mình lại vội vàng như vậy? Vậy rồi sao? Chịu hay không đi? Tôi chịu được chưa? Tôi đồng ý. Điều trị 505.
Cô Sĩ Di đúng vậy không? Mà mấy giờ cô làm ở phòng cấp cứu vậy? Hôm nay tôi không đi làm. Vậy thì ăn tối cùng với nhau được không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Không được, tôi đã có một cuộc hẹn hết sức quan trọng rồi. À, đằng này. Tôi xin lỗi vì mình đã đến trễ. À không, tại tôi đến sớm. Mời cô ngồi. Sao cô lại có ý hẹn tôi ra ngoài đây? Dành chút thời gian uống một tách trà cùng với nhau thôi. Ừ.